Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình nhé. Nếu như bạn chưa tham gia nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo AROP uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo AROP đến từ cái dự án Appfin. Thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ AROP để chúng ta cùng nhau ăn chia 5.000 cái token FIN và sẽ có 2.000 tài khoản sẽ chiến thắng và nhận những cái đồng token này nhé các bạn. Ok thì xin mời các bạn hãy cùng mình làm cái kèo AROP này để chúng ta cùng nhau nhận miễn phí những cái đồng token này. Các bạn kéo lên, sau đó thì các bạn hãy cùng mình làm từng bước một. Đầu tiên thì các bạn hãy đăng nhập tài khoản Google nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ tiếp theo. Các bạn click vào đây. Ở đây thì chúng ta sẽ follow Twitter. Các bạn bấm theo dõi cho mình nhé. Sau đó các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Và các bạn kéo lên, các bạn cũng bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Tiếp theo các bạn quay trở lại bot, chúng ta bấm Very. Rồi, nhiệm vụ thứ nhất là chúng ta đã hoàn thành nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ thứ hai là chúng ta quyết lại chia sẻ lại cái bài tip và chúng ta sẽ tang 3 người bạn nhé các bạn. Các bạn click vào đây. Rồi, sau đó thì các bạn hãy click vào đây. Các bạn bấm request cho mình. Tiếp theo các bạn bấm team. Ở đây thì mình sẽ copy một cái nội dung của các bạn ấy đã comment ở đây. Nhưng mà các bạn hãy comment ở đây nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ comment một cái gì đó. Mình sẽ comment như thế này, sau đó thì mình sẽ tag 3 người bạn vào thôi. Rồi. Các bạn bấm add new cho mình. Cái này nó nhỡ như kích một cái là nó nhảy lung tung loạn xì ngầu lên các bạn. Rồi, mình sẽ làm thao tác lại. Rồi, như vậy là xong nhé các bạn. Chúng ta sẽ back lại. Các bạn bấm vào đây chúng ta sẽ back lại luôn nhé. Các bạn bấm vào Very. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ join Telegram Group. Các bạn bấm join. Rồi sau đó các bạn quay trở lại bot. Đấy, nhiệm vụ chúng ta đã được xác minh nhé các bạn, cứ đánh dấu tích như này là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ này. Tiếp theo chúng ta sẽ join Telegram Channel. Các bạn bấm join. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ truy cập vào trang web và chúng ta tham quan. Cái này thì các bạn chỉ cần truy cập vào web, chúng ta tham quan một thời gian khoảng tầm 5-10 giây thì chúng ta sẽ quay ra là được nhé các bạn. Rồi các bạn quay xa ra luôn. Rồi đã đánh đứng dấu tích như thế này là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ follow Twitter. Các bạn click vào đây. Ở đây thì mình đã theo dõi rồi nhé. Các bạn chưa theo dõi thì các bạn bấm theo dõi. Tiếp theo các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Rồi sau đó các bạn mà quay trở lại. Chúng ta bấm vào Very. Tiếp theo ở đây chúng ta cũng chia sẻ lại bài của họ và tag 3 người bạn. Các bạn click vào đây.
Đó, ở đây thì chúng ta cũng làm tương tự. Các bạn kích vào đây. Các bạn comment và các bạn tag ba người bạn cho mình như mình đang làm đấy nhé các bạn. Đó, các bạn cứ tag đủ ba người bạn là được. Rồi sau đó các bạn bấm vào Zepni. Rồi sau đó các bạn quay trở lại cho mình. Các bạn bấm vào Verify. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ join Telegram Group. Ở đây thì mình đã tham gia rồi. Có thể trước đó thì mình đã làm một cái kèo iRope gì đó thì mình đã tham gia rồi. Nếu mà các bạn chưa join thì các bạn bấm join nhé. Sau đó các bạn quay trở lại cái nhiệm vụ. Đấy, nhiệm vụ chúng ta đã đánh dấu tích là như vậy là đã hoàn thành. Tiếp theo chúng ta sẽ join Telegram Channel. Ở đây thì các bạn bấm join nhé. Đây, mình đã join rồi thì mình sẽ không join lại nữa. Rồi sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại, chúng ta đã được đánh dấu tích. Tiếp theo chúng ta cũng truy cập vào một trang web của dự án và chúng ta tham quan. Các bạn chỉ cần tham quan vài giây là chúng ta sẽ quay ra để cho con bot nó xác nhận chúng ta đã truy cập vào đây. Rồi, đã đánh dấu tích nhé các bạn. Mình còn rất là nhiều nhiệm vụ. Ở đây nó còn một cái nhiệm vụ nữa. Các bạn kích vào. Ở đây yêu cầu mình gửi địa chỉ ví Polygon. Và các bạn có thể lấy ở trên cái ví Chut Wallet hoặc là MetaMask đều được nhé. Và không lấy ở cái trên không phải ví ở cái sàn giao dịch nhé các bạn. Rồi, các bạn ở trên lấy ở trên cái ví Chut Wallet thì các bạn chọn cái Polygon cho mình. Các bạn chọn Polygon Matic nhé. Sau đó các bạn bấm nhận cho mình. Tiếp theo các bạn bấm vào đây để chúng ta sao chép cái địa chỉ ví của chúng ta dán vào đây. Rồi, sau đó các bạn bấm vào Submit nhé. Rồi, chúng ta còn một cái nhiệm vụ ở đây. Các bạn click vào đây cho mình. Ở đây thì cái nhiệm vụ này thì là các bạn chỉ cần copy cái liên kết này, các bạn chia sẻ cho bạn bè và để chúng ta nhận thêm nhiều cái cơ hội vào trúng cái kèo này nhé các bạn. Rồi, mình sẽ click xem cái nhiệm vụ dưới này là gì. Bạn đã mở khóa thêm các bước để hoàn thành. Cái này là mở khóa để hoàn thành các bước dưới này. Cái nhiệm vụ dưới này không kích được. Như vậy là chúng ta đã hết nhiệm vụ nhé các bạn. Hoàn thành tất cả các bước trên. Rồi, ok thì cái nhiệm vụ của chúng ta như vậy là đã hoàn thành nhé các bạn. Khi nào mà có những cái thông tin mới nhất về cái dự án này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cái video lần sau. Thì cái kèo iRope này nó sẽ còn 58 ngày nữa nó sẽ kết thúc cái kèo iRope này. Ok thì cái video của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.